nên con thuyền hẳn xém rồi là mà cản bộ hộp này về đấy làm về đồng là cũng đẹp. Ủa thì nghe lâu lắm. Hai năm. Giờ hái hái bồn thôi. Ta địa chỉ là mô hay đồng hợp quy hợp. Đồng hợp đây đây mà. Lôi hay là bắt bên kia? Dạ. Địa chỉ là đồng hợp quy hợp. Rồi, thôi. Thôi anh ơi. Mình làm nghề này lâu chưa? Anh. Gần chục năm rồi anh ơi. Gần chục năm rồi. Ông nhảy biển với thời cuộc thôi. Tục tắc. Nổ máy nhá. Nổ máy thôi. Để dám năm vậy. Theo kinh nghiệm thì hai bên nhiễm hồ trống thì được khoảng 7 năm để hồ tiếp. Đâu không? Hả? Thầy đâu không ý? À, 10 người. 3 năm. 4 năm 5. 4 năm. Bơm nước. Chị ơi, chị. Vô xả nó vẫn đợi cho nó thông ra đây.
được chưa, thông chưa, thiếu nước để xử lý. Thì chứa họ làm cả 2 cộng dư đậm 3 cộng. Ôi trời, không rồi đâu. Đúng rồi. Anh ven cây đó hả? Được chưa? Cây xuống. Dạ. Tí nữa. Mắt mình mở lên nó đầy ấp vậy. Được rồi đấy, em đắp được. Đầy quá mà. Đây. Ông tí đặt thằng tí thầy cô. Thôi cho anh xong cho kiểu nước kìa nhá. Rồi rồi. Bỏ ra cho nó hết hả? Đó. Được rồi, xin tôi. Rồi, ông cần được không? Không, xin đi. Thường xin tụi này nước không phải ít. Phải tinh. Nước lên là chi cần chi? Đó đi. Em lấy trong đây này. Đó là xong. Chạy bình thường chạy. Rồi. Không mắc đâu, không tắt. Nó không phải tắt, thì nãy là đây đó. Đây nó mắc đấy chứ. Đây giống bị tắt. Nãy thầy bậy lên biết đấy. Mày thôi. Rồi tắt em cái bài bơm thôi. Đây là đã xong. Ủa cái tì. Thấy được. Phải cho đó. Em xem nha. Phải cho đó. Đấy. Thống rồi đó được. Thống chạy vô đây này. Đó. Chạy vô đúng không? Đó nè. Ra đây chạy vô rồi là được. Cái thằng phạt ở đâu nữa? Rồi tắt cái nước cái thầy.